Anh ơi, đây là bản tường trình mà hồi sáng anh kia em soạn sẵn để vô đây báo cáo cho anh. Còn đây là cà phê em pha sẵn cho anh. Rồi, cảm ơn. Nhỏ này, ta nói bao nhiêu lần rồi, cà phê á phải bỏ đường vô. Ủa, bộ cô mập quá, mở nó che hết tay đã. Em xin lỗi, hồi sáng giờ em chạy việc lu bu nhiều chuyện quá cho nên em làm em quên bỏ. Lý do để chấu không ạ? À? Cô đừng có nghĩ á là cô nhiệt tình, là mấy người ở đây người ta coi cô là con gái nha. Gấu thì ra sở thú. À, không đi xa hơn xíu đi, xuống Nam Cực Bắc Cực vậy đó, hợp với cô hơn á. Hello mọi người. À, chào chị. Còn là sao rồi? À, tốt lắm chị ơi. Nói nhanh nè, 8 tháng 3 này á thì bộ phận của mình sẽ liên hoan ở nhà hàng của bạn. À, đó mọi người đến đủ đó nha. Nhất định. Hôm đó chắc chắn là có trò vui để coi. Tàu cá luôn á, giống như con gấu mặc váy á, cầm cái bánh tưng tưng. Ê My, có cho tôi mấy cái này đi, tôi qua kia tiếp khách. Nhưng mà anh ơi, em còn quá về công việc luôn, em còn phải dọn dẹp rồi sắp xếp lại để hội khách vô em đón khách nữa. Đây cũng là việc mà. Quá dùng cái này được chưa? Dạ. Làm biến quá, mở tràn mặt hết rồi nè. Làm đi cho giảm cân. Nhớ là lúc nữa tôi quay lại, tất cả cái này phải xong hết. Dạ, em biết rồi. Ê khoan, đứng qua đây coi. Thời trang kiểu gì đây? Nhìn kỳ quá vậy. Em nhìn cũng được mà anh. Ờ, được. Thiếu một cái vòng cổ nè, một quả bóng thì mới ra được concept gấu trong đạp xiếc. Cô tính làm bẻ mặt cả công ty này hả? Hết nói nổi. Làm đi. Ê, đi đâu á? Dạ, em mới đi vô trong em sửa soạn xíu để rác ra nhập tiệc chung với mọi người. Ồ, make up sửa soạn đồ ha. Anh thấy được không? Ừ. Nhưng mà vẫn chưa ổn lắm. Ủa, mặt em còn thiếu gì hả? Còn thiếu. Thôi thế này, để tôi make up cho. Đảm bảo á là thu hút mọi người liền. Nhưng mà anh biết làm, anh làm được không? Tôi biết con gái quyến rũ nó như thế nào mà. Tin tôi đi, qua đây. Vậy anh làm cho em đẹp đẹp nha. Qua đây, qua đây. Ok, xuất sắc. Thôi đẹp không cho em coi ơi. Thôi, coi gì nữa. Đi đi, vô mọi người đang đợi kìa, đẹp rồi. Bộ đẹp lắm hả? Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Xúc phạm người nhìn luôn á. À, tiết mục chính của ngày hôm nay á là phát quà 8 tháng 3 cho các chị em phụ nữ. Đây thì mình xin tặng cho mỗi người những phần quà. Chúc 8 tháng 3 vui vẻ nha. Ê, Anh làm gì vậy? Cái quà này á chị đã dành phát cho phái đẹp thôi, chứ đâu có phát cho thú đâu. Thắng, anh vừa vừa phải thôi chứ. Tôi nhịn anh lâu lắm luôn rồi. Bộ không lắm đúng không? Nhưng mà cô phải hiểu á, là quà này dành cho phụ nữ thái đẹp. Tôi mà tặng cho cô á, chẳng thế nào tôi nói chị em phụ nữ ở đây đều là heo, là gấu hết. Thông cảm nha. Làm gì đây? Tránh ra coi. Mày, tao không thích tránh em làm gì tao. Mày làm nào vậy?
Không còn biết tao là ai. Chủ nhà hàng đâu? Chủ nhà hàng đông khách à? Khỏi kêu, tao là chủ nhà hàng này. Nè, tao nghe hết tất cả những gì mày nói nãy giờ rồi. Con gái con gứa của người ta vậy, để mày sỉ giả vậy đó hả? Mày đánh tao là vì nó hả? Trông mày một bạch tỏ đẹp trai mà gu mặn thiệt. Mặn của mày à? Nói cho mày biết, cái loại đàn ông như mày không đáng làm đàn ông. Hôm nay mày gặp tao là coi như mày xui rồi. Tao sẽ cho mày biết đẹp mặt là như thế nào. Mày tính làm gì? Thả nó coi, hai mày làm gì? Mày đi khùng hả? Yên đi. Coi. Rồi đẹp mặt rồi đó. Em gái, lại đây. Thưa mọi người, phụ nữ sinh ra để yêu thương. Có thể ngoại hình không được đẹp, nhưng nhân cách phải rạng ngời. Nghe ngày mai, em không cần về công ty làm với thằng này nữa. Cứ về chỗ nhà hàng của anh còn dư nhiều chỗ lắm. Ha, đi thôi.